Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Tử vỗ mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, khẳng định đẳng cấp top đầu lứa tiểu hoa 90. Dương Tử được công nhận là nghệ sĩ đầu tiên thuộc lứa 90 phá kỷ lục về lượt xem trên Douyin. Dương Tử đang là một trong những diễn viên đỉnh lưu có giá trị nhất nhì hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. So với kỳ phong địch thủ cùng lứa là Địch Lệ Nhiệt Ba hay Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc, ngôi sao Trần Vụn Hương Phai vừa có lưu lượng lẫn thực tích cùng địa vị cao. Một hai năm trở lại đây, có khá nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề tài nguyên của Dương Tử xuống cấp. Thế nhưng trong mắt công chúng, cô vẫn rất được quan tâm và săn đón. Bằng chứng làm theo một thống kê vừa công bố gần đây, Dương Tử đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ sau 90 đầu tiên phá 100 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin. Điều mà ngay tới cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khó lòng làm được. Trước khi bị đàn chị Triệu Lệ Dĩnh xóa ngôi 100 tỷ, Dương Tử là người đầu tiên cán mốc 40 tỷ, 60 tỷ, 70 tỷ, 80 tỷ và 90 tỷ lượt xem trên nền tảng này. Qua đó có thể thấy độ hot của nữ diễn viên cao tới mức nào. Dương Tử bắt đầu đi đóng phim từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, để có thể được thành công và độ nổi tiếng như bây giờ, nữ diễn viên đã trải qua nhiều rất khó khăn, cực khổ. Vì không có nhan sắc nổi bằng bật, đi đến đâu là hút mắt nhìn đến đấy. Mà cô đã bị đạo diễn đuổi cổ ngay trong đêm, không có khách sạn để ngủ. Người trong nghề thì chê bai. Suýt chút nữa cô đã phải giã từ sự nghiệp diễn xuất. Cũng rất may ngôi sao sinh năm 1992, có bố mẹ tâm lý luôn ở bên động viên, sẵn sàng cùng cô đi hết đoàn phim này tới đoàn phim khác, dẫu cho vất vả, mệt mỏi. Dương Tử mới có động lực phấn đấu, cố gắng. Tiếng vang của Hoa Lạc Tụng 2, và sau đó là Tru Tiên, Thành Văn Chí, Hương Mật Tự Khó Xương, Cá Mật Hầm Mật, đã đưa cô leo lên hàng đỉnh lưu top đầu sau hạng A của showbiz. Tính đến nay, Dương Tử đã theo đuổi nghiệp diễn được hơn một thập kỷ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.